nhắc tin lời mẹ của em. Có một hôm mẹ nói thế này, chỗ mẹ con nói mày nghe, mẹ xin mày ra nhưng mà nó thật sự mày rất là gian. Nói chung là cặp mắt của mày gian lắm. Mời bạn nam. Chào bạn. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyên Linh, chào các bạn khán giả. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu về mình. Em là tên Thủy, em 25 tuổi. Hiện tại em đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên nhập khẩu hàng từ bên Mỹ và phân phối trong siêu thị. Wow. Làm chủ. Em chỉ là người giống như đại diện giám đốc kinh doanh vậy thôi chị. Cũng có người yêu rồi đúng không? Dạ, em cũng trải qua 3 mối tình rồi anh. Mối tình gần đây nhất là nó rất là tình cờ. Lúc lần đầu tiên em đi cáp, bạn muốn hẹn hò. Xong thế là em về em kháng nước, vô quán nước em uống. Em uống xong em thấy một cái bạn nam. Em rất là thích những cái bạn nam mà thư sinh, trắng trẻo, rồi họ đang ngồi đọc một cái quyển ngôn tình mà em rất là thích ngôn tình nữa. Thế là em gọi ly nước, em ngồi gần. Chủ động. Mời bạn trai. Em xin chào anh Nguyễn Linh ạ. Chào chị Cát Tường, chào mọi người. Em tên là Phạm Thái Phương. Công việc hiện tại đang quản lý một bộ phận xuống nhập hàng. Bên kia 3 mối tình ạ? Đúng rồi anh. Bên này 2 mối tình. Gần nhất là mới là hợp đồng chia tay, cái đây cũng là 1 năm rồi. Hợp đồng chia tay là sao? Mình nói cho nó nhẹ anh. Quê bạn ở đâu? Dạ em sinh ra lớn lên Bình Định ạ. Bạn gái quê ở đâu? Em quê gốc cũng ở Bình Định đó chị. Ồ, vậy là cùng quê rồi. Đồng hương rồi anh ơi. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay? Niềm tin nó không vững, rồi nó thiếu đi sự chia sẻ với hai người. Không có niềm tin, không có chia sẻ. Đúng rồi. Chia tay. Còn bạn gái? Bạn đó giấu em mà đi giải quyết nhu cầu sinh lý theo một cái kiểu mà mua bán á chị. Em một khi yêu là em rất là cuồng nhiệt, nhưng mà em tuyệt đối không quan hệ trước hôn nhân. Nếu như mình yêu nhau, mình đặt vấn đề sống thử đi, bạn nghĩ sao? Em nghĩ là cũng bình thường thôi ạ. Nếu như bạn nữ không đồng ý sống thử thì bạn nghĩ sao? Dạ cũng không sao. Không sao. Có gì sao cũng được. Dạ đúng ạ. Nhưng mà em là không, em phải sau hôn nhân, trước hôn nhân lại no no. Đồng ý, đồng ý. Rồi đồng ý. Hơi mâu thuẫn với nhau ha. Bạn sẽ tìm một người phụ nữ thế nào để hợp với mình? Em thích một người phụ nữ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Em không quan tâm về vấn đề ăn mặc ạ. Em thích hiện đại, có thể một chút đã sexy. Là một người sống nội tâm một chút tí. Ưu điểm của em là gì? Dạ em là một người sống hợp bác. Nấu ăn hay là nữ công gia chánh hay là mấy cái đó là không là vấn đề gì với em cả. Khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính một chút xíu. Tại sao em không tìm được một nửa của mình? Cái môi trường làm việc của em á, cái người mà cùng em nói chuyện hợp tác làm ăn rồi đó, thì họ có gia đình hết trơn rồi, họ đều lớn tuổi. Trợ lý của những người đó rõ ràng em nhỏ tuổi hơn, nhưng mà cứ gọi em bằng chị. Em không biết làm sao, ngay bước đầu đã chặn đứng rồi. Thì đâu có thể nào mà tiến hơn được. Nam, bạn có ưu khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em là em có thể thiết lập được cái mối quan hệ giao tiếp đó. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Nên em giỏi những cái việc vặt vãnh lắm. Em làm bánh được, nấu cơm, có thể một mình em có thể thiết kế được một bữa tiệc. Hai người nấu tiệc luôn khỏi. Hay ha. Cái khuyết điểm của em là em cảm thấy mình là người sống hơi bị tình cảm ạ. Tình cảm nó hay bị chi phối một số quyết định của em ạ. Hôm nay bạn có đi với người thân không? Dạ có, em đi cùng với anh trai và chị dâu của em ạ. Xin chào chương trình, xin chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Là về ngoại hình thì hai bạn rất là hợp, hai em rất là hợp với nhau. Bạn nữ có một điều là bạn sinh năm 91, thì nhìn về bề ngoài bạn có vẻ nó hơi chuẩn hơn, lớn hơn một chút. Em rất là xinh đẹp, dễ thương, mà lại nhìn có vẻ rất là thông minh. Thì chỉ cần em tiết chế em một chút là em sẽ thành công. Tiết chế gì anh? Về cái tôi của mình, phụ nữ đã đẹp mà giỏi thì rất khó tìm bạn trai. Xin lỗi, em không có cố ý cắt lời anh đâu ha. Nhưng mà ví dụ như bạn đời của em rất là tôn trọng ý kiến của người đó, chứ không có muốn phải ta đây thế này hay kia. Vậy còn mình có đi lạ đi với người thân nào không? Dạ em có đi với người dì ruột của em. Chào chị. Dạ chào chị Nguyễn Linh. Chào tất cả các bạn. Về bề ngoài nhìn á, tương đối ổn, rất là hợp nhau. Cái lúc này thì cả hai phải tạo cơ hội cho nhau, cho cả hai thôi. Mình phải tôn trọng nhau. Cảm ơn chị. Mình có cái năng khiếu gì không? Em mọi thứ em đều biết chút chút á. Nấu ăn, ca hát. Ca hát đi, ca hát cho nó vui lên chút xíu. Lòng buồn vợi vợi xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều, và mái tranh thôi còn nằm nơi. Dạ thời ơi. Hát bài gì vui vui tặng bạn gái đi. Năm tháng xa vời, đời có vui với ai? Tà áo em xanh màu, cho mối duyên tình thơ. Bạn có ngại khi một người vợ mình sau này là một người giỏi giang công việc ở bên ngoài, về nhà cũng đảm đang, bạn có lo là người ta giỏi hơn mình không? Dạ không ạ, em nghĩ là em sẽ biết cách làm cho điểm mạnh của người này, điểm mạnh của mình nó sẽ hòa nhịp với nhau. Không phải là ai cũng phải chịu phần hơn hết.
Nhìn có vẻ vẻ gian gian. Có ai nói bạn vậy không? Dạ có chị. Nhưng mà em rất tin lời mẹ của em. Có một hôm mẹ nói thế này: chỗ mẹ con nói mày nghe, mẹ sinh mày ra nhưng mà nó thật sự mày rất là gian. Nói chung là cặp mắt của mày gian lắm. Mày nói chuyện mà phải cười, mày mà không cười là gian. Đó, cái gì đó, đó, đó. Bạn nhớ kể là câu chuyện mà cái mắt bạn cũng gian gian. Đúng rồi, đúng rồi. Nên em lúc này cũng tạo cảm giác nói chung là vui vẻ hết. Nhưng mà thật sự trong lòng mình có cái gì không? Không, em cũng gian. Dạ không à. Chắc không? Chắc, thề luôn á. Thề luôn. Dạ. Đó, thấy chưa? Cái nhìn liếc lên cái cũng gian nữa. Không mà ta thề thì thôi mình cũng ráng tạm tin đi. Ai. Hay dạ. Đây, thử anh hỏi cô gái này xem nào nè. Chào bạn. Dạ. Bạn có nghĩ rằng nếu như người phụ nữ ở trong gia đình á thành đạt, làm lương nhiều hơn người chồng, bạn xử lý như thế nào? Là người phụ nữ trong gia đình lúc nào cũng phải nhường nhịn một tí so với cái ông xã của mình. Thôi được rồi, không nếu sao. Xử lý vậy là tốt rồi đấy. Dạ. Kéo màn lên, các bạn có 2 phút để gặp nhau, trò chuyện và đồng ý hẹn hò không? Bắt đầu. Bớt gian chút nha. Anh thấy sao? Dạ. Dạ ok ạ. Okay à. Dạ. Sau 2 phút này có thể việc bấm chuông không bấm chuông thì mình không nói trước được. Dạ. Nhưng thật sự là anh rất là bất ngờ. Và thật sự là cảm ơn chương trình rất là nhiều. Bởi vì anh không nghĩ là chương trình lại có thể kiếm được một người mà giống như những gì anh suy nghĩ như thế. Anh học ngành gì anh ạ? Anh đang học thạc sĩ bên ngành hóa. Em cũng gần gần đó. Em thực ra là kỹ sư sinh học. Làm rồi va chạm em mà thấy mình máu kinh doanh nhiều hơn. Thế là em lại nhảy vào cái này. Được á, chồng học quá, về nữa về làm xà bông mà bán cũng được. Vợ kinh doanh, chồng làm xà bông, làm nước rửa chén rồi đó. Anh ơi, em cũng kinh doanh xà bông quá anh. Em đang nhập khẩu xà bông em bán. Ủa, nói chơi được rồi đó. Người ta. Trời ơi, anh là đang người là phối công thức sản xuất xà bông. Wow, em tâm nói chuyện tình yêu, nói chuyện tình yêu. Không biết anh có hay ghen không ạ? Anh ít ghen lắm em, nhưng mà anh kiểm soát được. Mỗi người như em và như anh đều rất là thoáng trong cái cách giao tiếp. Cho các bạn 5 giây nói với nhau mỗi người một câu ngôn tình hay nhất. Sau đó chúng ta quyết định bấm nút hay là không bấm nút. Anh sẽ phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Wow. Cái này nó khớp với câu nói mình định nói. Có không? Không, không thật sự nó khớp. Thề luôn đi. Thề. Rồi nó coi nổi da gà. Cái câu nói của anh định nói là cái câu rất thích. Thích từ lúc mà bắt đầu đi học phổ thông tới giờ. Đó là có những tháng năm đi qua nhưng không thành nỗi nhớ, nhưng chỉ cần một lần gặp gỡ, một thoáng nhìn là trở thành nghìn thu. Nên anh nghĩ là chỉ cần một thoáng nhìn em có thể là đúng câu nói của em là anh sẽ yêu. Rồi, hết thời gian. Có thể... Nổi da gà với cặp này vậy ta. Một, hai, ba. Hết thời gian. Wow. Thời thật quá. Nhìn lên không thấy nút đỏ bạn hả? Lo quá. Lúc bạn suy nghĩ gì? Bối rối mà. Rồi bây giờ chúng ta nhận với nhau thế nào? Chúng ta nhận cái cho nó đỡ rung coi. Nhưng mà cảm nhận với nhau thế nào nào? Tay anh ống. Còn bạn cảm nhận thế nào? Mềm mềm êm êm, nói chung là êm. Anh trai đẹp trai cảm nhận thế nào? Thật ra Phương tới chương trình cả nhà lo lắm. Ba má ở quê cũng lo nữa mà. Ông bà mà thấy cảnh này chắc bà vui lắm á. Mà ông biểu em ở nhà phải chuẩn bị phòng ốc giường chiếu đàng hoàng nữa mà. Thấy hai cái tim đỏ hết là mừng rồi. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian xem phim và có những câu ngôn tình thật hay dành cho nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị ạ. Cặp loa xoa mắt Y5 tặng hai bạn, chúc hạnh phúc. Nắm tay nhau đi xem phim. Và xin mời họ nhà trai xuất hiện. Wow. Wow. Nhà gái mình hãy bước ra đi nào. Mời hai chàng trai nhìn thẳng về phía trước. Wow. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần giới thiệu của các nhân vật. Hôm nay mình ưu tiên bên màu xanh cho có đổi phong thủy không nè. Mời em trai ở ghế màu xanh. Xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai phần nữ ở bên kia. Và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Phạm Văn Phúc, 30 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương và đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty Nhật ở Bình Dương. Trợ lý giám đốc mà nói chuyện rụt rè nhỏ nhỏ vậy. Nói lớn chút coi, làm việc ở Bình Dương, nhà ở đâu? Hiện tại em cũng ở cùng gia đình ở Bình Dương. Quê quán ở đâu?
Em sinh ra ở Nghệ An. Ở Bình Dương lâu chưa? 12 năm. 12 năm. Em trợ lý giám đốc là em làm gì? Cụ thể là em làm công việc gì? Công việc chính của em là phiên dịch tiếng Nhật. Và ngoài đó là sắp xếp kế hoạch của tiến độ của công ty. Hồi xưa giờ có đi Nhật chưa? Trước đây thì em có đi Nhật 2 năm. Bây giờ hỏi cô gái ngồi ghế màu xanh cho tôi đi. Bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, xin chào MC Cát Tường. Xin chào MC Hứa Minh Đạt. Chào hai bạn nam bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trần Thị Phương Quỳnh. Năm nay em 29 tuổi. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là em làm quản lý điều hành cho Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Đồ Đê Mí. Giáo viên thanh nhạc. Em là quản lý nhưng mà em cũng có dạy. Nhưng mà quê Quỳnh ở đâu Quỳnh? Em quê gốc ở Nha Trang nhưng mà gia đình đã chuyển vào đây sinh sống được 3 năm rồi ạ. Mình làm cái công việc bên đó là lâu chưa? Em cũng làm được 5 năm rồi ạ. Cái trường đó là trường tư hay là trường như thế nào? Dạ, trường đó là của em và em trai em đồng sáng lập. Ủa là làm chủ Học viện Âm nhạc hả? Là hiệu trưởng hiệu phó luôn á hả? Ngày hôm nay em tới đây với ai? Dạ, em đến với em dâu của em. Phúc đi với ai? Em đi với cùng chị gái và bạn học thời đại học. Chị ruột luôn hả em, hả Phúc? Chị ruột rồi. Rồi, bây giờ đến chàng trai ngồi ở ghế bên phải nè, ở ghế màu đỏ nè. Em chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt, chào các bạn khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Tùng, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1982, sinh sau Minh Đạt một ngày. Trời, biết ngày sinh của Minh Đạt luôn ha. Sinh sau Minh Đạt một ngày. Nghề nghiệp của em là giáo viên, chuyên môn là dạy thể dục. Và ngoài ra em còn làm bên mảng bóng đá của chuyên nghiệp. Hèn chi tướng ngon ha. Đứng lên cả. Ngon, chắc. Rồi, ngon, được. Rồi, được. Ui, sao sinh sau tôi mà sao bự hơn tôi vậy? Tao sinh sau ngày mà tao... Ôi, để ý tôi quá à. Quê Tùng ở đâu? Em sinh ra và lớn lên ở Bình Dương. Gốc thì ở Thanh Hóa. Rồi, hiện giờ đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương chị. Bữa nay hai chàng trai đều ở Bình Dương hết. Tham gia chương trình có ai đi chung với mình không Tùng? Số là buổi chiều hôm nay em đang có một cái buổi học để thăng hạng bên nhà nước á chị. Nên là cập rập quá nên là em... Cứ vậy là em... Em xin phép thầy cho cái chạy luôn. Ok, không sao. Có gì bữa nay chị sẽ làm người nhà của em ha. Chị sẽ tư vấn giúp cho em. Rồi, mời cô gái bên chiếc ghế màu đỏ bên kia. Chờ gì nữa, em tự giới thiệu mình đi. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai bạn nam bên kia, cùng toàn thể khán giả trường quay của ngày hôm nay. Em là Phan Thị Yến, năm nay 30 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Công việc chính của em là làm điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ, điều dưỡng chăm sóc nhi. Mà bệnh viện gì? Dạ, bệnh viện Gò Vấp luôn. Y tá? Dạ. Điều dưỡng thì cô y tá là xinh đẹp nha. Rồi hôm nay mình đi với đây, đến đây mình có đi chung với người thân của mình không? Dạ có ạ, em đi cùng với tất cả đồng nghiệp ở cơ quan em. Đi mấy người? Dạ 10 người. Hả? Dạ 10 người ạ. 10 người? Wow. 10 người lận hết Tùng ơi. Có nghĩa là hôm nay ủng hộ cho Yến rất là cao luôn. Nhưng không sao nha, đừng lo lắng, đừng sợ hãi gì hết. Có một cái cảm giác hình như là... Sao? Tùng có cảm giác gì Tùng? Không biết là có phải bằng Yến này hay không? Là quen hả? Thì em có kết bạn với một bạn tên là Phan Yến, cũng làm bệnh viện Nhi ở Gò Vấp. Phan Yến bệnh viện Nhi Gò Vấp, còn này là Phan Thị Yến, cũng có thể là Phan Yến đó. Kết bạn trên Facebook phải không? Mà nhà cũng ở Thanh Hóa. Mà kết bạn trên Facebook hả? Dạ, có kết bạn trên cái phần bạn muốn hẹn hò ở Facebook. Wow. Vậy là có thể Phan Yến, tại vì có thể người ta lượt bớt chữ thị thôi. Không biết. Mấy đồng nghiệp ngồi dưới cười quá kìa. Nhưng mà em đã gặp bạn Yến ở ngoài đời chưa hay là mới kết bạn? Dạ em nhìn thấy trong ảnh rồi. Vậy thì hôm nay nếu mà phải duyên thì mình gặp nhau ngoài đời. Đúng rồi, trời ơi, đi đâu lanh quanh. Bạn Yến này có một cái răng khểnh. Có một cái răng khểnh. Phải không? Bạn sai rồi. Có răng khểnh rồi hả? Có hai cái răng khểnh lận. Đúng rồi. Hai cái răng khểnh đúng luôn. Hai cái răng khểnh lận chứ không phải một cái đâu. Hai bạn tự hỏi nhau vài thông tin coi có phải mình đã từng nói chuyện với nhau chưa. Rồi mời Tùng. Em có nhắn tin cho bạn Yến có chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon, chúc buổi tối gì đó. Bạn dạ cảm ơn anh, vậy thôi. Hỏi phải không? Ý là hỏi phải em không đi. Mà có đúng không bạn Yến? Đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ. Wow. Và em có nói một câu là không biết đến khi nào mới gặp được em. Không biết đến khi nào mới gặp được em. Bạn đó có trả lời không? Mẹ không trả lời, bạn xem thôi. Phải duyên số mới khớp được vậy. Đúng chứ rồi, chứ chương trình đâu có biết là các bạn kết bạn với nhau đâu. Em cũng có một cái điều này muốn tâm sự. Tâm sự? Tức là em chỉ là thấy cái chương trình này là em nghĩ là chương trình offline thôi. Em mới bấm vô em đăng ký, em buồn ngồi em bấm vô đăng ký vậy đó. Hai người đó là chương trình online. Rồi có bạn biên tập mới gọi là thuyết phục em tham gia.
Em nghĩ là chắc đó là cũng là cái duyên. Duyên đúng rồi đó em. Bao nhiêu con người. Em nghe thông tin bạn nói là em cứ ngỡ mà không phải hay không. Dạ. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn một chút xíu. Ủa nó nghe nè, em coi hình của Yến rồi phải không? Ủa, nhưng mà Yến... nhưng mà em không biết là bạn Yến phải bệnh. Nhưng mà Yến có coi hình của ảnh chưa? Dạ có rồi nhưng mà em cũng quên rồi. Sao sao? Không có ấn tượng phải không? Ừ, cũng có nhưng mà em cũng ủa sao em đọc tin nhắn của ta mà em không trả lời vậy? Ủa nhưng mà chị đâu phải chắc chắn là bạn Yến đó đâu chị. Tôi cứ cho như là phải đi, đọc tin nhắn tao không trả lời. Tại vì đôi lúc em cũng bận nhiều công việc quá. Dạ. Đôi lúc mở ra thì mình cũng chưa kịp trả lời gì đâu. Hơi hờ hững chút xíu ha. Hy vọng hôm nay có một cái duyên gì dính dính nhau để mình đỡ hờ hững nữa ha. Hôm nay nãy giờ mình nghe câu chuyện của người ta mình cảm thấy như thế nào? Đó giờ có rà quen ai trên Facebook rồi kết bạn gì chưa? Có sử dụng chơi Facebook nhưng mà vẫn chưa có tương tác ở trên. Chưa tương tác được phải không? Tự tin lên chứ nãy giờ hơi rụt rè nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em cũng tình cảm. Sống tự lập sớm cho nên là cũng làm được tất cả việc nhà. Cũng chơi được nhiều môn thể thao. Thể thao chơi môn gì? Chơi golf, chơi võ thuật. Có chơi golf nữa, chơi võ thuật. Cũng chơi golf là một môn rất là khó. Đi chơi cái đó ha. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là con ngại về cái giao tiếp với các cái bạn khác giới. Khá là rụt rè. Mà nó nghe nè, mình chơi thể thao đồ lùm lá ra mà sao nó kiểu như nó hơi mong manh dễ vỡ vậy cơ. Chắc là chơi nhiều quá vậy. Chơi nhiều quá nó cũng bị vậy, phản tác dụng hả? Con gái bên đây có rụt rè không nè? Em là người khá mạnh mẽ và quyết đoán. Một khi em đã muốn làm điều gì đó thì chắc chắn em sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Thứ hai là em cũng sống tình cảm. Còn điểm yếu thì em cũng hay quên. Thì nhiều công việc quá thì... Ví dụ em quên cái gì? Ví dụ những cái công việc nhỏ thì thường là phải là có người nhắc. Hoặc là ví dụ có giận hờn gì đó thì em cũng quên nhanh lắm. À quên cái đó thì hay đó ha. Giờ em nhắc nè, cái này để em chi vậy? Cái này là món quà lát nữa em sẽ tặng cho họ nhà trai cùng với hai MC và toàn thể khán giả. À. Rồi bây giờ chị muốn nghe thông tin của Yến một chút xíu nè. Tại vì trường nghe bên đây bạn trai giới thiệu mình cũng tò mò chút xíu. Yến thì sao Yến? Những điểm mạnh điểm yếu của mình là như thế nào? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, là mẫu người của phụ nữ gia đình, ca hát. Còn điểm yếu của em là kỹ tính, cũng khó tính. Mà nãy nghe có thích ca hát, có thể mời Yến hát một bản được chứ? Đúng rồi, vỗ tay. Trời ơi. Em xin gửi tới hai bạn bên kia, hai MC cùng toàn thể khán giả bài hát Tình Anh. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó. Anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ. Rồi vì người đi mãi sẽ không về. Dạ. Cảm nhận giọng hát của Yến như thế nào? Dạ, bạn hát rất ngọt ngào ạ. Rất là ngọt ngào, dạ. Mình cũng nên đáp lại đi. Thì em cũng giới thiệu cái điểm mạnh và cái điểm yếu của em trước. Ừ. Em cứ dễ hòa nhập được với mọi cộng đồng. Có thể mạnh dạn trước đám đông. Về cái mảng văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, mọi thứ em biết chút. Em biết chơi các môn thể thao: bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, bi da, bơi lội. Banh đũa biết không? Banh đũa biết không? Biết. Biết. Đó đó, banh đũa biết. Cái đó hồi nhỏ em chơi là ok luôn. Đúng còn rồi, về, thầy giáo dạy mà phải đâu. Còn văn hóa văn nghệ thì em có thể là hát các thể loại nhạc. Biết hát nhưng mà không hay lắm. Dạ. Thì khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính. Nhưng mà xong rồi thì thôi rất là nhanh nguội. Thế thì bữa nay em định hát tặng mọi người cái thể loại nhạc gì? Bạn bên kia có cái đàn guitar, em cũng nhờ cái đàn guitar đó tặng bạn. Ok, trời anh sẽ đờn cho em. Ủa, ai đợt? Em. Rồi, hát đi nè. Tôi chơi luôn. Vì đó là em đi ạ. Vì đó là em. Không cần biết em là ai. Không cần biết em từ đâu. Không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng. Ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Dạ hết rồi.
Sự kết hợp giữa anh ấy. Tông gì vậy? Tông gì á? Tông đơ đó em. Tông đơ đó em. Tông đơ biết mà. Gì hết trơn á. Bởi vậy anh tông trong em đơ luôn. Trời. Thôi nhưng mà như vậy là vui rồi, mình giúp vui cho chương trình thôi mà. Rồi bây giờ mình vô tình trường nè. Tình trường sao em trai ghế xanh? Em thì từ trước đến giờ thì đã từng trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Một mối tình là vào thời sinh viên. Cũng hơn một năm một chút. Hơn một năm sau chia tay. Lúc đó cũng đừng còn trẻ, cuộc sống cũng chưa có ổn định. Mối tình thứ hai thì mối tình sau khi đi làm cách đây gần 2 năm ấy. Thời gian đó là cũng tìm hiểu một thời gian ấy. Được bao lâu? Cũng gần được một năm. Tính cách quan điểm không có hợp ấy. Không hợp là không hợp về cái vụ gì? Ví dụ như em thì em muốn sống ở khu vực miền Nam ấy. Bạn đó ví dụ lại muốn về ở ngoài Bắc. 2 năm nay ở không? 2 năm nay vẫn chưa. Vấn đề công việc ấy. Bận lắm hay sao? Khá là bận. Rồi vậy giờ có bạn gái thời gian đâu mà chăm sóc bạn gái rồi đi chơi rồi hẹn hò với bạn gái? Không, tức là cái thời gian để mà mình tìm hiểu ấy, tức là ấy là mình chưa có thời gian để có cơ hội để gặp được cái nửa bên kia thì. Chứ thời gian vẫn có mà, vẫn chơi thể thao, chơi đủ thứ môn mà đúng không? Rồi. Chị sao? Nhút nhát mà biết chơi, nhút nhát chơi boxing đồ chơi golf. Một cái tướng mà lớn chơi boxing là bóc sao trời? Người của em thì có hơi ổn nhưng mà em thì có sức mạnh khá là tốt. Em bốc có thể bốc được 120 kg. Hít đất cho tôi 15 cái đó. Giờ chương trình này tôi chưa bắt ai hết đất. Wow. Một, đếm đi quý vị. Nhanh, tốc độ nhanh lắm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tốc độ nhanh ha, khỏe. Đi hết một cái nữa. Hỏi một chút xíu nè, giỏi quá. Rồi học tiếng Nhật, tiếng đồ nữa. Rồi mình có cái dự định gì riêng cho tương lai mình không? Phát triển sự nghiệp của mình không? Thời gian đi ở Nhật về ấy, cũng vào công ty làm thì cũng định hướng là tương lai một thời gian sắp tới có thể ra để mở công ty riêng. Mở công ty riêng? Công ty làm về cái gì? Bên công ty của Phúc thì đang làm về mạng thiết kế máy tự động. Vốn lý nó đủ hết chưa? Để dành được đủ chưa? Về vật liệu thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Được nhiêu rồi? Mình thiệt tình mà em ơi, thời buổi giờ có sao nói vậy đi. Khoảng 3-4 tỷ. 3-4 tỷ. 3-4 tỷ. Trời ơi. Làm gì mà trời ơi, giỏi quá, thấy chưa? Em thấy chưa? Thấy chưa Đạt? Giỏi lắm á. Cái này có thể mở thêm cái trường dạy boxing nữa rồi đó. Kết hợp với là cái trường dạy nhạc này nữa, hay quá chị Tường ơi. Rồi thôi để nó đi, rồi tới tình trường bên kia đi. Cái vụ đó tôi nghe tới 3-4 tỷ là 2-3 tỷ là tôi im rồi. Giỏi quá, giỏi quá. Giỏi quá anh. Giỏi quá anh ơi. Về mình kìa, tại sao tới bây giờ vẫn cô đơn với một cô bé giỏi, tài hoa, có thể tự quán xuyến được cả một cái trường học? Thật ra em cũng rất là tập trung cho công việc, cho nên em không có thời gian để đi tìm hiểu nhiều. Với lại tính em trước giờ cũng ít chủ động. Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á, thì em cũng không có muốn phát triển thêm. Vậy là mình được mấy mối tình rồi? Em mới có một mối tình, thì mối tình này rất là sâu sắc, 7 năm. 7 năm? 7 năm. Trời ơi, 7 năm sao chia tay vậy em? Tại vì bạn này bạn rất là giỏi. Bạn được định hướng đi tu nghiệp sinh ở Nhật. Bạn hiện tại có quốc tịch Nhật luôn rồi. Không có ý định trở về Việt Nam nữa. Cho nên là tụi em mỗi người sau này đều có một định hướng riêng hết. Em thì phải phát triển sự nghiệp ở đây nên là tụi em chia tay. Mối tình một người đi Nhật và một bên kia là 2 năm ở Nhật đi về. Lát xuống lên xe. Nhưng mà chàng trai này là đi Nhật nhưng mà người ta về là ta muốn định hướng phát triển ở Việt Nam, chuẩn bị mở công ty ở Việt Nam. Bây giờ em đã quên hẳn anh ấy chưa hay là còn hy vọng chờ đợi? Dạ, tụi em chia tay năm 2017 rồi chị. Ồ, cũng lâu lắm rồi. Năm rồi. Dạ. Hy vọng là em sẽ tìm được một người mới trong tương lai nha. Dạ, cảm ơn chị. Cụ thể là ngày hôm nay có thể thấy cũng có dính cái Nhật đó, chắc được đó. Mình sao? Dạ em thì nói chung là về đường tình duyên thì gọi là lận đận. Mấy mối tình mà lận đận? Em không, khoảng 5 mối tình. 5 mối tình. Dài nhất là 5 năm. Và ngắn nhất thì là 1 năm. Cái mối tình 1 năm là chị không nói, nhưng mà cái mối tình 5 năm là rất dài. Không hợp ở cái điểm nào mà phải chia tay em? Bạn ấy quá trẻ con. Bây giờ bé đó cũng vẫn dạy trong cùng trường với em. À vậy hả? Vẫn gặp nhau nói chuyện bình thường. Em thì được cái là khi mà mình chia tay với một người bạn gái nào đó thì người ta vẫn trân trọng, vẫn quý mến mình, vẫn hỏi thăm mình, chứ không phải là xem nhau như người xa lạ. Mối tình đó là chia tay lâu chưa? 4 năm rồi. Mối tình gần đây rồi nhất nè. Sau nữa là năm. Mối tình năm. Nào? Gần một đây. Năm. Một năm. Tới tuổi kết hôn rồi đó, tại sao chia tay luôn? Bạn ấy quá kiểm soát anh. Ngày 24 tiếng đồng hồ thì coi như mình bảo tin nhắn, không trả lời thì gọi là giận hờn vu vơ rồi cùng. Nói chung là em cảm thấy là bạn ấy không có tự tin trong cái chuyện tình yêu. Bạn ấy rất là giỏi về cái mặt cuộc sống, công việc. Em có chia sẻ một cái điều là những bạn gái cũ của em đó
em chia tay ai em cũng coi là bạn. Chờ hỏi Yến đi. Yến ơi, dạ, ví dụ bây giờ em có một người bạn trai, nhưng mà người bạn trai này là hàng ngày đi làm, ngày nào cũng gặp cái người bạn gái cũ mà quen tới 5 năm trời. Dạ. Em có bị ảnh hưởng lung lay tình cảm, em có ghen tuông gì không? Dạ cũng có. Quan trọng là mình thôi, mình sẽ rõ ràng cái mối quan hệ đó. Tình trường của Yến sao nào? Em thì có 3 mối tình chị. Mối tình gần nhất là chia tay năm 2017, yêu nhau được gần 3 năm. Vì sao chia tay? Cũng có nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là bên gia đình bên đó cảm giác em không nhận được sự tôn trọng bên đó. Đó là gia đình bạn trai không thích em hay là gia đình sao? Dạ vâng ạ, em cảm nhận được điều đó. Thời điểm đó cũng chưa gặp gia đình bên đó. Chưa gặp luôn mà, chưa, vậy là chưa về gia đình luôn. Bạn trai em nói cho em nghe hay sao? Dạ khi bởi vì khi mà chia tay á, trước đó em có hỏi nhưng mà bạn ấy không phủ nhận điều đó là gia đình không thích. Đến cái phút cuối cùng khi bạn ấy đi lấy vợ, em vẫn hỏi lý do cuối cùng, bạn nói là gia đình không thích mình. Người ta có vợ luôn rồi. Dạ, chia tay khoảng được 2 tháng là cứ. Giờ mình sẽ thăm hỏi thêm ý kiến của người thân một chút đi. Họ nhà gái rất là đông. Rồi, nào? Em gái đã cầm sẵn micro rồi, mời em giới thiệu đi ạ. Em đi ủng hộ cho bạn nào vậy? Em xin tự giới thiệu, em là Ngân, em là đồng nghiệp của chị Yến ạ. Xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và các quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em đã làm chung với chị Yến khoảng 3 năm. Chị Yến là một người rất là tình cảm, nhẹ nhàng với đồng nghiệp, với bạn bè và cả với bệnh nhân nữa. Chị Yến là một người rất là tuyệt vời. Chị có một cái tính xấu là hơi kỹ tính. Dạ. Nhiều khi tụi em cũng nhắc là đừng có kỹ tính quá bà có ơi là chứ. Có phải là do bệnh nghề nghiệp không em? Dạ có thể chị. Mà tại vì nhiều khi kỹ tính quá đó nên là gặp ai cũng không ưa hết á. Nên khó lắm. Dạ. Gặp đâu thấy vi trùng. Gặp đâu thấy vi trùng. Virus. Em nhận xét về hai chàng trai của chương trình như thế nào nè? Em thấy là hai anh thì có rất là nhiều điểm phù hợp với chị của em. Tại vì đều là người ở gốc của miền Trung đúng không ạ? Anh ghế đỏ thì lại rất là có duyên với chị Yến. Cảm nhận của em á, thì em cảm thấy là em thích anh ghế xanh hơn. Lý do? Tại vì em cảm thấy ảnh có một sự điềm tĩnh ở bên trong ảnh. Mặc dù ảnh hơi nhút nhát một chút xíu, nhưng mà em thấy ảnh rất là điềm tĩnh. Còn anh áo đỏ, anh ghế đỏ thì nãy anh nói là ảnh có một khuyết điểm đó là hơi nóng tính. Mà tính chất của công việc của chị Yến á, thì trực đêm rất là nhiều và phải cần một người đàn ông có thể quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều. Cảm ơn em. Rồi. Có 11 người đồng nghiệp ở dưới là mỗi người một ý luôn á. Thôi chết luôn á. Bàn tán nhau quá trời thôi luôn rồi kìa. Bây giờ qua em, tới bây giờ người là nhà là Yến thôi. Bạn gái màu ghế màu xanh ai ạ? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nhật Thi, em đến đây ủng hộ chị Quỳnh với tư cách là em dâu. Chị Quỳnh là một người phụ nữ thuộc tiết hiện đại và độc lập, cho nên là bản thân chị Quỳnh có một cái cá tính rất là đặc biệt. Ngoài những lúc trong công việc ra thì chị Quỳnh vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình, và đặc biệt là chị Quỳnh nấu ăn rất là ngon. Thì em cảm thấy là một người đàn ông phù hợp với chị Quỳnh là một người đủ điềm đạm để có thể hài hòa được với lại cá tính mạnh mẽ của chị Quỳnh. Thì theo em nhận thấy là hai anh ở trên đây là anh nào cũng có cái chất riêng và cũng rất là ok hết. Nhưng mà cái này là xét về cái gu của chị Quỳnh thôi. Tại vì hai chị em cũng hay tâm sự với nhau á, thì em cũng nghiêng về anh ghế xanh hơn. Hai anh chị khi mà gặp nhau và cùng màu ghế thì hai anh chị sẽ cùng nhịp đập cảm xúc với nhau. Dạ em xin hết. Rồi cảm ơn em. Đó là ý kiến của họ nhà gái. Bây giờ mời Đạt hãy phỏng vấn ý kiến của họ nhà trai. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Dạ, dạ chào anh Hứa Minh Đạt và chào các khán giả của trường quay. Em là Phạm Thị Lan, là chị gái của Phúc. Em ấy là do là đi học nhiều rồi là đi nước ngoài nữa nên là không có cái thời gian để tìm hiểu, rồi nay cũng lớn rồi, nhà cũng nôn. Hối ha chị ha, nhà hối ha. Em thì rất là hiền, có lẽ chắc vậy nên khó kiếm bạn gái hay sao đó. Em rất là thương em ấy, tại vì đi tự nhiên một mình như vậy rồi tự bôn ba như vậy. Mẹ thì yếu mà mẹ thì ở quê vào ở nông thôn cho nên tất cả mọi thứ là do em ấy tự. Trong nhà không có ai giúp đỡ hết phải không? Tự mưu sinh đúng không? Ở góc độ của chị thì chị chấm cô ghế xanh. Cảm ơn chị. Rồi em trai mời em. Em là bạn học của Phúc đúng không? Dạ em là bạn đại học với Phúc ạ, rất thân với Phúc ạ. Bạn đại học là học ở đâu? Tính Phúc đúng không? Học đại học Bách Khoa. Ồ, học đại học Bách Khoa nữa hả? Phúc học đại học Bách Khoa xong đi làm ở đây một năm ở Viettel, rồi sau đó là tự đi học tiếng Nhật rồi tự đi Nhật. Bạn ấy có điểm yếu là cứ đứng trước phái nữ là bạn ấy run rồi, bạn ấy không nói được. Bạn thân hồi đi học phải biết có tật xấu gì không? Hồi xưa bạn đi học nó khác với các bạn khác là bạn phải tự kiếm tiền rồi tự mua máy tính, tự mua xe máy, tự mưu sinh suốt sinh viên.
nên là có thể là cái cách ăn mặc của bạn ấy không có chỉnh chu hay là không có đẹp bằng các bạn mà bên kinh tế. Không sao em, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cảm ơn em nha. Thầy giáo của tôi đi một mình, tôi xin đại diện họ. Đó, đây. Đúng không? Dạ đúng rồi chị. Tôi xin đại diện họ nhà trai. Tùng đẹp trai. Đúng có. Trời, con trai đính chính. Theo các bạn nữ chia sẻ thì mình cũng muốn chia sẻ lại. Riêng bản thân em, đối với những người yêu của em trước đây, chưa bao giờ em có một lần nổi nóng. Thậm chí bạn đó sai, em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Mình không hơn thua gì với người yêu của mình cả. Còn đối với người phụ nữ, em mồ côi cha lúc em mới 5 tuổi. Từ khi học cấp 2 trở lên là em cũng tự lập, mưu sinh, làm tất cả các việc từ phụ hộ, làm công nhân, làm tất cả mọi thứ. Đi làm sau này mới quay lại học sư phạm, rồi mới đi lại đi dạy. Trong người em lúc nào cũng suy nghĩ là sau này dù thế nào, khổ như thế nào cũng không để cho người phụ nữ của mình phải khổ, phải rơi lệ như vậy. Chị hiểu mà, chị đồng cảm với em. Cho nên chị thật sự nếu em không nói thì chị cũng đang chuẩn bị định nói về cái chuyện nóng tính của em. Thật ra là người ta nói khuyết điểm mình nóng tính vậy thôi. Nhưng mà giống như Tường cũng vậy nè. Tường ai hỏi mình khuyết điểm là gì thì Tường cũng là nóng tính. Nhưng thật ra cái nóng là mình, nếu mình cảm thấy cái điều đó nó sai thì mình buộc phải lên tiếng. Đó, tôi bảo vệ nhà trai của tôi một chút xíu thôi. Rồi, tự động phấn đấu vươn lên. Bây giờ người ta cũng có công việc làm ổn định nè. Mình vẫn đang sống với mẹ đúng không em? Thực ra là mẹ em ở nhà, em sống xa nhà. Rồi em tự lập bươn chải, em đi dạy rồi tính là mua nhà trước. Nhưng mà thực ra lúc trước thì em thích xe. Em làm mua xe trước. Xe là bây giờ mình mua xe mình đi, em mua xe kinh doanh. Thứ nhất là em mua một chiếc xe để em kinh doanh. Để em làm thêm đưa rước học sinh mỗi ngày. Ồ vậy đó hả? Vậy là phải xe lớn chứ. Dạ chiếc xe lớn. Là sau đó em lấy, dựa vào cái đó em kiếm rồi em đam mê của em lại mua một chiếc xe nhỏ em đi. Cái xe lớn đưa đón học sinh là mỗi ngày sáng chiều luôn hả em hả? Buổi sáng em dậy đến 10 giờ rưỡi, em chở học sinh từ 10 giờ rưỡi đến 12 giờ. Em lái luôn hả? Dạ em lái. Dạ. Em dậy xong rồi em ra em đi rước học sinh luôn cho các lớp em. Là xe mấy chỗ? Xe em thì có 9 chỗ. Em dạy bơi, em mở câu lạc bộ bóng đá em dạy. Rồi em liên kết với BKMS Bình Dương bóng đá và bên là bên mạng bóng đá chuyên nghiệp nữa. Nói chung là cái công việc mình tự tạo ra thôi. Quan trọng là mình có chịu làm hay không. Rồi có thời gian để cho bản thân rồi có thời gian. Có chị. Nói chung là thời gian mình tự cân đối được hết. Dạ, đúng còn rồi. Sức còn cài. Còn sức không? Còn. Cài. Đây bây giờ mình mở cửa, còn sức mở cửa không đây nè. Còn chứ. Còn, mở cửa trái tim nha quý vị. Ủa, mở cửa chết đi. Rồi. Mình đã từng gặp nhau. Mình đã từng gặp nhau. Đúng hả? Mình đã từng gặp nhau. Mình đã gặp nhau. Cảm xúc. Ngồi im lặng luôn vậy. Nãy mình hứa hẹn như thế nào? Đây. Gấp vậy hả anh? Mình phải liền như vậy. Trước giờ em cũng rất ít chơi guitar. Hôm nay thì cũng mong là... Khó không? Nè em ngồi ghế anh dễ hơn nè. Dạ. Đó, nó ra dáng một cái nghệ sĩ gì đó. Wow. Thật ra là rất lâu rồi mới chơi lại guitar, tay cũng chai luôn. Em sẽ trình bày một bài hát chắc là cũng khá quen thuộc với mọi người, là bài Lời Yêu Thương của nhạc sĩ Đức Huy. Trời của miền nhiệt đới trên đôi vai em buôn trần cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về miền biển vàng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp anh trên sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu anh
Trời ơi, nãy giờ bình tĩnh lại chưa? Dạ. Mở cửa trái tim ra một cái là tôi thấy là tùm lum tà la hết trơn á. Người che mặt, người bịt mắt gì đủ thứ hết. Rồi, thầy giáo nói trước, cảm nhận của em như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra? Anh rất là bất ngờ. Thì hôm nay không biết do có duyên hay sao mà chương trình này ghép lại gặp đúng. Hôm nay gặp mặt thì em thấy như thế nào? Dạ đi. Dạ sao? Dạ thấy rất là xúc động à. Xúc động. Bất ngờ. Dạ bất ngờ. Còn Yến, cảm nhận của Yến như thế nào? Cảm xúc của Yến như thế nào? Em cũng rất là bất ngờ khi gặp anh lên trên này. Bởi vì chắc cũng có một cái duyên gì đó. Yeah. Không trả lời là tại bận phải không? Yeah. Công việc của em đi làm ban ngày xong rồi tối em còn đi làm thêm nữa nên là em cũng rất là ít thời gian. Yeah. Yeah. Em, cơ hội đã đến rồi, phất đi. Cảm ơn. Thực sự là hôm nay hai bạn nữ là ngoài cái mức suy nghĩ của em. Ngoài mức suy nghĩ của em. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Hai bạn nào cũng hát rất là hay. Hai bạn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, hai bạn trai ở Bình Dương, yêu xa. Quan điểm của em về việc yêu xa như thế nào? Thực sự thì ở khu vực miền Nam thì đội viên là không cảm giác là xa được. Người ta có nói một câu là xa không lỡ lòng người, chứ không phải ở khoảng cách. Tình yêu nó cũng giống như là một cái cây vậy đó. Tuy là ở xa nhưng mình vẫn phải chăm sóc, mình phải tưới nước thì mình mới gặt hái được trái ngọt. Mỹ, trước đây em cũng đã từng quen anh ở trên Facebook đó. Em cũng đã từng nghĩ đến cái vấn đề này. À, đã biết em... đã suy nghĩ tới vấn đề đó rồi. Rồi, có phải vì vậy mà em không muốn trả lời không? Vì thấy xa quá đúng không? Dạ, cũng một phần ạ. Khoảng cách xa tại vì thời gian mà tìm hiểu nhau rất là ít. Đến khi mà hai người cùng quyết định, ví dụ về chung một nhà, hai người ở hai nơi công việc nó rất là cũng xa. Em nghĩ thì không có vấn đề gì cả. Tại vì em ở Thủ Dầu Một, xuống Gò Vấp rất là gần. Ừ. Có mười mấy cây thôi. Đúng rồi. Lúc trước bạn em cũng ở Gò Vấp đường Lê Đức Thọ. Ngày cái thời mà lúc mà em còn sinh viên thì hay đi lên đi xuống hoài, chơi với bạn hoài. Bên nội em cũng ở Sài Gòn. Công việc em là giáo viên, em dạy buổi sáng. Buổi trưa em đi chơi chở học sinh, buổi chiều em dạy thêm. Em nghĩ là cái người đầu đất nước với cuối đất nước, người ta còn đến được với nhau nếu mà thực sự tình yêu đủ lớn. Rồi nửa vòng trái đất ta còn yêu được mà. Còn bản thân em thì nếu mà mình là một người đàn ông thì để cho bạn gái mình khỏi phải lo vấn đề đó thì em sẽ chủ động đi xuống nhiều lần cũng được. Công việc em sắp xếp rất là dễ. Hè thì em được nghỉ 3 tháng, Tết thì em được nghỉ 3 tuần, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Công việc em làm thêm thì em tự tạo ra em làm thôi. Yến nói Yến làm thêm ban đêm nữa. Chỉ cần Yến nói là sắp xếp được thời gian là cỡ nào anh cũng tới nếu mà chúng ta bấm nút. Tiếp tù rất nhanh. Chỉ là Yến có sắp xếp được thời gian cho anh hay không thôi. Chỉ cần Yến sắp xếp được thời gian cho anh là anh có mặt. Công việc của em có trực đêm, có những lúc em vắng nhà thì mình có thể là lo được cho bản thân mình hay là con, chăm sóc con không? Anh tự lập từ bé. Khi mà anh học lớp 2, mẹ đi làm là nói nhà anh phải tự chăm sóc, anh tự nấu ăn. Để khi mà mẹ về là có được bữa ăn. Sáng dậy phải quét nhà, giặt đồ. Tất cả những cái gì đó anh đều thực hiện làm được hết. Ba mất sớm mà. Trước giờ em vẫn là người như vậy. Em suy nghĩ không phải việc này của đàn ông, cũng chả phải việc này của phụ nữ. Rảnh thì mình rảnh tay thì mình làm, ví dụ như vợ thì nấu cơm thì mình rảnh đó thì mình ngồi mình phơi đồ. Công việc của cổ là đi đêm hay lâu lâu là cổ phải trực đêm như vậy thì em có ngại không? Không chị, thấy vợ mình như vậy thì mình phải càng phải giúp đỡ nhiều hơn. Em bên ngoài cứng rắn, em coi những bộ phim hoặc là nói về tình yêu thương cha mẹ gia đình gì đó, nước mắt thấy rồi. Nãy giờ tôi ngồi đây tôi cảm nhận mấy lần là rung rung nhá. Em thì sao, có làm việc nhà phụ vợ không? Chắc chắn là chị, họ ở bên Nhật cũng phải tự làm mà đúng không? Các bà là đã phải ở trọ ở một mình ở tiệm. Nên là mọi thứ đều, việc nhà đều phải tự lo được. Công việc của em rất là bận. Và thường là chủ yếu là vào ban đêm á. Thì anh có ngại nếu mà cái đồng hồ sinh học của em nó hơi khác người ta. Em có thể chăm sóc gia đình con cái rất tốt vào ban ngày, nhưng mà ban đêm thì em lại muốn toàn tâm cho công việc á. Thì anh nghĩ như thế nào, anh có e ngại vấn đề đó không? Đối với anh thì nghĩ là không có vấn đề gì cả. Như là mình tôn trọng cái công việc của nhau. Nhưng ban đêm là em đi dạy hả? Hay là cái gì mà ban đêm là bận? Dạ, tại vì trường em là hoạt động ban đêm, ngoài giờ đi học của các bé. Tới mấy giờ? Tới mấy giờ? Thường là có khi 10 giờ hơn. Đêm nào đâu giờ đó về thì cơm đã dọn sẵn rồi. Còn giặt vũ đồ thì đã có đó, nhanh lắm bột giặt cho anh. Sợ là một. Sợ. Giặt và xả trong một mất 15 phút về, xong. Giặt đúng rồi đúng chị. Bây giờ tôi chỉ dành còn 30 giây nữa thôi, ưu tiên cho hai bạn nam. Tại vì các bạn nữ của tôi thích sự chủ động. Bây giờ hai bạn còn muốn thể hiện điều gì nữa không? Mỗi người 30 giây, nếu không là chúng tôi hết giờ và bấm mỗi nút. Người nói được một câu. 30 giây bắt đầu, mạnh dạn lên. Mình cho anh hỏi sửa là quê ở Sài Gòn, người ở miền Nam. Thì cái về cái giọng nói như này thì có vấn đề gì ở lớn ở đó? Thật ra thì em cũng định chia sẻ nhưng mà em ngại quá. Giọng của anh rất là dễ thương.
giọng của anh rất là dễ thương. Giọng anh rất dễ thương. Tới ông thầy thể dục của tôi nè. Rồi nhanh nè, 30 giây. Yến có cái trải lòng giống lúc nãy á, thì nếu mà đến được với nhau á, thì sợ nhất là vấn đề gia đình hai bên. Vấn đề đó thì yên tâm, cái đó là em quyết như thế nào thì gia đình phải theo vậy thôi. Mình đã tự lập rồi thì gia đình phải luôn luôn ủng hộ mình. Và đặc biệt mẹ em thì rất là yêu thích con gái. Sống với hai thằng trai từ bay nhỏ lớn tôi chán lắm rồi. Thì có đứa con dâu hiền hậu là mê lắm. Dạ, đặc biệt là nếu mà đồng hương với mẹ nữa thì thôi khỏi phải nói nữa. Rồi hết thời gian nha. Chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Sau 5 giây của anh Hứa Minh Đạt thì các bạn hãy bấm vào cái nút bấm của mình. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Chọn ai cũng được, thích ai chọn nấy, chứ không cần phải chọn theo cái sự sắp đặt của chương trình đâu nhé. Rồi mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2 Một cái cảm giác hình như không biết là có phải bạn Yến này hay không. Là quen hả? Quen hả? Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á, thì em cũng không có muốn phát triển thêm. Một. Lo quá. Chúc sao mừng đi trời ơi. Cho chút cảm xúc của em lúc này cơ Yến. Làm chị, em chỉ lo nhất trong đây là em luôn á. Thiệt á. Sao Yến? Thì hôm nay mình đã đến đây thì cũng là một cái duyên rồi. Thì muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Đúng rồi. Thật ra ít phút ở đây, hoặc là ví dụ mình có gặp trên mạng mình chưa mở lòng cũng khó lắm. Hôm nay mình gặp trực tiếp nên cho nhau có cơ hội, biết đâu được những cái gì em lo lắng trong lòng thì nhiều khi anh ấy sẽ tháo được những cái nút thắt đó thì sao. Không được thì mình cũng có thêm một cái mối quan hệ vẫn tốt cho mình. Chúc mừng em nha. Chị hồi hộp lắm. Hồi hộp mình Yến rồi hả? Sao em cảm xúc sao, vui không cưng? Dạ vui. Vui hả? Mời hai bạn đứng đây trước. hai bạn đầu tiên. Như là giống như là một cái con người anh nằm trong đây đó, thì anh cũng mong em nữa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau. Ôm đây. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Trời ơi. Ơi, cặp xanh. Món quà về với chính chủ. Chủ động. Vì em rất là thích style công sở giống như anh, cho nên trong này là một chiếc áo sơ mi công sở. Và cái quan niệm tình yêu của em thì cũng chỉ có một người duy nhất, cho nên em chỉ chuẩn bị một món quà duy nhất thôi. Vì em không muốn người đàn ông của em mặc trùng áo với người khác. Bây giờ làm nắm tay nè. Quyết liệt lên coi. Nắm tay. Chủ động. Một nụ hôn khởi đầu. Mạnh mẽ đi. Thơm đi. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi nắm tay luôn chứ. Đúng rồi cưng. À đủ cặp. Đủ mình cặp. Mình nhau. Về với nhau. Trai của cặp đôi đầu tiên bước vào bên trong này. Quý vị nhé. Xin chờ các tường chút xíu thôi. Đây, vô đây. Rồi, ngồi xuống đây. Rồi, hai bạn có thể tháo mặt nạ ra và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện. Rồi. Em gái giới thiệu trước đi nè. Em chào chị Cát Tường, em chào bạn cùng bàn. Em tên là Trang, 27 tuổi và em quê ở Gia Lai. Hiện tại thì em đang làm quản lý nhãn hàng tại công ty Sài Gòn Food. Em đang bán cháo tươi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Phương, em quê ở Nghệ An, em 29 tuổi.
Hiện nay em đang công tác tại công ty cổ phần sữa Việt Nam. Em học đại học ở Hà Nội, xong vào đây làm. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, đúng khá rồi. Là hài hước. Bây giờ thấy rất là tươi luôn. Còn điểm yếu của em có lẽ là kỹ tính quá, sạch sẽ. Trong công việc cũng như trong các mối quan hệ em cũng khá là kỹ. Nói chung là kỹ tính thì cũng tốt, có những cái mình cũng phải du di. Chứ nếu như mình kỹ quá thì người xung quanh sẽ cảm thấy hơi khó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống có trách nhiệm, em sống có tâm. Và em nghĩ là em sống rất là tình cảm, yêu gia đình. Điểm yếu thì em rất là giống bạn, là em cũng rất là hơi cầu toàn, hơi kỹ tính. Hai người này ở chung với nhau rồi ai chịu nổi đây, kỹ quá. Được cái là em có ưu điểm là em rất là hay lanh xả. Và em cũng thích nấu ăn, nhưng mà em không nghĩ là em không biết là người khác có thích món ăn em nấu hay không. Là mỗi người một khẩu vị ăn được là được rồi. Về tình trường thì sao nè? Em có hai mối tình ạ. Tình đầu thì ngày xưa lúc học đại học, lúc vào đây em có quen một bạn nhưng mà cũng chia tay khá là lâu rồi. Lý do tại sao chia tay em nhớ không? Bận yêu trẻ con quá. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn em 6-7 tuổi ạ. Thế bây giờ bên đây nhỏ hơn 2 tuổi em thấy hợp lý. Nhỏ hơn 2 tuổi đúng không? Dạ em 27. 27, 2 tuổi được chưa? Dạ ok ạ. Ok phải không? Dạ. Còn em, tình trường mình như thế nào? Dạ tình trường của em thì em phải là ít ỏi lắm chị. Là em có một mối tình học trò năm lớp 11. Và từ đó đến giờ thì em hầu như em tập trung vào học hành và sự nghiệp á. Nên thành ra là em cũng có ít có hẹn hò. Kiểu vậy là chưa có mối tình nào chính thức hết hả? Dạ đúng rồi chị. Vậy ngày hôm nay em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Muốn một người là bạn nhìn rất là dễ mến, bạn cười lên có vẻ là rất là sáng sủa. Và còn về tính cách thì em hy vọng là bạn sẽ sống có bản lĩnh, có đam mê, sống rất là tình cảm là được ạ. Cái điều gì em không thích ở một người bạn trai? Bạn ấy sống không có trách nhiệm với gia đình hoặc là với bạn bè, với những người xung quanh. Thì cái đó là em không có mến một bạn như vậy. Trước hết là em chia sẻ là bản thân của em, em cũng khó khá duyên với những bạn tên Trang. Vậy là bạn cái cũ tên Trang luôn hả? Không, no. Quen rất là nhiều người tên Trang thôi. Em rất thích bạn nữ nói câu từ trách nhiệm, bởi vì em cũng rất là thích cái từ đó. Em thì luôn tâm niệm là có trách nhiệm với gia đình bạn nữ, yêu thương gia đình bạn nữ thì gia đình vợ của mình, tất nhiên là bạn nữ cũng người vợ của em cũng sẽ yêu thương trách nhiệm với gia đình nhà em thôi. Tốt, trước mắt là cũng có một cái điểm tương đồng. Dạ, chung. Điểm nào em không thích ở người bạn gái? Trẻ con. Nhưng mà chắc bạn nữ nói vậy thì không trẻ con đâu. Một chút xíu nữa, trong khi mà Tường kéo cái cửa ra tim này ra, hai bạn sẽ có thời gian trò chuyện trực tiếp thì mình sẽ hiểu hơn. Rồi hôm nay cái này là cái gì đây? Đây là em có chuẩn bị mấy tấm hình giới thiệu với bạn nữ, gia đình của em. Gia đình em thì có 4 người. Dạ em cũng có mang tới những tấm hình là bạn bè và đồng nghiệp cũng như là gia đình em. Này cho chàng trai đoán thử có biết em là ai không ha? Được không? Tấm này phải không? Dạ. Giờ đoán ra kiếm ra em phải không? Để chị kiếm trước ra không đó nha. Chắc xác suất chắc sai. Đoán đi em. Bây giờ em hình dung bạn bên kia như thế nào, em đoán thử đi. Tất cả các bạn đều xinh. Con gái Gia Lai thì thường sẽ là rất là trắng. Nhưng mà đây hình này hình ai cũng dạ, trắng. Ai cũng trắng cả. Như em đi, em chọn đi, em chọn ai? Sai rồi làm chị ơi. Không, bây giờ chị chọn, mình chỉ coi thôi. Chị hứa không cho bên kia coi đâu. Rồi đây cận vô em mốt về bên Mỹ phát chương trình bên kia coi gu của em ấy. Cho em muốn hỏi là bạn em chọn một bạn mà trong đó là gầy hoặc là hay là hơi mập tròn tròn dễ thương ạ? Ôi một chút xíu nữa rồi mình em mốt về nó xem chương trình rồi mới biết được, chứ bây giờ khó nói lắm. Rất may mắn là bạn ấy không có chọn cô dâu. Và bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim để cho hai bạn nhìn thấy nhau. Hãy nhìn đi xem lựa chọn của em có đúng hay không. Còn bạn nữ thì hãy về xem lại tập này. Bang. Chào anh. Em có đúng như mong đợi của anh không anh? Hơn cả mong đợi em ạ. Rồi hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau đi. Chào em. Dạ hello anh. Dạ, anh là Phương. Dạ. Hiện tại em ở đâu? Đang ở quận 8. Còn anh đang ở đâu ạ? Anh ở Thủ Đức. Vậy là hơi xa đó anh. Xa vì ngại ngăn sông cách núi chứ không ngại vì lòng người ngại núi ngăn sông. Em nghĩ cái tầm một tiếng cũng gọi là cũng ngăn dữ lắm á anh. Dạ. Gia Lai là thường là người ta sẽ gốc ở đâu đến đúng không? Em là gốc ở miền Bắc, Hải Dương. Hiểu lò quá, mới kéo ra là coi như không có bà Mai này ngồi chính giữa luôn rồi.
giờ nè, cảm nhận đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau như thế nào? Nói thật, cảm xúc đầu tiên là chưa tâm sự. Thực ra thì em cũng bất ngờ. Em chỉ nghĩ giống như là một bạn sẽ hơi mộc mộc tròn tròn hơn anh, ý là tròn hơn anh một chút. Tại vì cái gu của em nó sẽ là hơi tròn tròn, kiểu dễ thương á. Vậy thì về chắc ăn cơm của em nấu thì sẽ tròn hơn. Em không nghĩ là anh có thể ăn cơm em nấu đâu. Cơm của em nấu là khi nào mình bấm nút hẹn hò mình mới có cơ hội. Còn bây giờ chúng ta có thể ăn cơm tại nhà hàng này. Yeah. Nhà hàng Coco Echibania. Bây giờ chị Tường sẽ đưa thực đơn cho hai bạn chọn món rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện nha. Rồi, mời hai bạn chọn món ăn đi. Em thích món gì? Dạ, em thích đồ chay một xíu. Em thích cà ri, cà tím, rau củ bỏ xôi. Còn anh thì sao ạ? Anh thì thích ăn hải sản. Em chọn cà ri tôm chiên. Rồi, chị sẽ gọi giùm cho hai bạn. Rồi, trong ít phút nữa sẽ có đồ ăn ngay. Và giờ không biết cái bó hoa để trước mặt mình để làm cái gì ta. Chắc tặng chị Tường quá. Thấy người tình trong mộng bất ngờ quên tặng luôn. Tặng em à. Em cảm ơn nhiều nha. Dạ, đúng hoa em thích luôn. Phải không? Phải không? Sống là có tính cách một xíu chị. Hướng về bầu trời vậy đó. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Thì em hy vọng là anh sẽ đừng bao giờ đi ăn một mình. Anh với lại gia đình hoặc là bạn bè hoặc là với người trong mộng của anh ha. Cảm ơn em. Đi ăn với em. Anh đừng bao giờ đi một mình. Anh hãy đi ăn với em. Ước mơ nhỏ bé của anh thôi là anh thích có một ngôi nhà nhỏ ở trên Tây Nguyên ấy. Dạ. Trồng rau, nuôi gà, thỉnh thoảng sáng sớm làm một ly cà phê. Khoan có nghe anh dịu ngọt mà ngã siêu nha. Dạ, anh dạ. Kỹ tính là rất là khó đó, em phải hỏi thử coi. Là anh có gia trưởng không ha? Thực ra thì theo anh ấy, người đàn ông phải cần có một cái sự quyết đoán. Quyết đoán quá thì theo thành là gia trưởng. Quyết đoán nhưng mà mình có hỏi ý kiến của vợ mình, của gia đình, của người khác thì anh nghĩ là gọi là quyết đoán thôi, không gọi là gia trưởng. Gật gật liền nha. Tự tìm hiểu nha, không đừng đổ thừa chị Cát Tường nha. Mình có làm dâu không em? Thực ra thì em vào đây 6 năm, em cũng có một căn hộ nhỏ ở trong này rồi. Tại đó là một mình, thiếu bàn tay phụ nữ nữa thôi. Với anh thì phụ nữ là để yêu thương. Dạ. Phụ nữ cứ toàn quyền quyết định. Phụ nữ phụ nữ toàn quyền quyết định nhưng mình phải chủ động chứ. Con cái thì như thế nào? Anh tuy là con đầu nhưng mà may mắn là có hai anh em trai. Nên là anh thì anh rất là thích con gái. Nên là anh bảo mẹ anh là thôi sau này mà cứ con đẻ con gái không thôi. Còn đích tôn thì có em thằng em trai lo. Thằng em trai nó cũng đẻ con gái luôn rồi sao? Con gái lại càng có giá nữa. Rồi thế kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Thứ nhất là anh sẽ không bao giờ để người vợ ở nhà đâu. Anh sẽ để người vợ đi làm. Dạ. Chỉ đủ tiền son phấn thôi cũng được nữa. Dạ. Đấy, đi làm với vui vẻ con người sẽ nhanh nhẹn ra. Tiền nong thì anh sẽ không bao giờ giữ. Nhưng mà anh nghĩ sao nếu mà bạn nữ đó bạn rất là thích kiểu đi du lịch nhiều hoặc đi công tác nhiều hoặc là có một chút xíu gì đó là ăn chơi thì anh nghĩ sao anh? Chưa gì nghe tao ăn chơi rồi hả? Là cũng rất là thích tìm hiểu giống như là ăn uống tại nhiều tỉnh khác nhau hoặc là chúng ta đi chơi là đi rất là nhiều tỉnh hoặc đi rất là nhiều nước thì anh nghĩ sao về một bạn nữ như vậy? Cái đó gọi là du lịch, ai mà gọi là đi ăn chơi trời. Em thấy là nó giống như là ăn chơi chứ nó sẽ không giống là nghỉ ngơi hoặc là đi du lịch. Ăn thì anh cũng thích ăn, chơi anh cũng thích chơi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, đều có giới hạn của nó là được. Em thích ăn chơi, anh cũng thích ăn chơi, miễn em đi ăn chơi chung với anh là được rồi. Cái là cái thứ hai đó là ăn chơi thì ai không thích, nhưng mà phải tùy theo cái hầu bao trong túi nữa chứ. Đúng không em? Dạ. Rồi có dư giả mới đi du lịch, mới đi ăn uống với ai không thích vậy. À, giống như bây giờ nè, đói bụng rồi nè, ăn ở nhà hàng tài trợ nè. Mời lên món ăn. Thanh đạm ha, rất là ngon. Mời hai bạn chúng ta hãy thưởng thức thử món cà ri Nhật Bản này ha. Đây là một món ăn rất là phổ biến, rất là nhiều người yêu thích, thêm nhất ở bên Nhật Bản luôn á. Vừa ăn vừa trò chuyện vừa trao đổi với nhau, một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại để cho hai bạn được tự do thoải mái tâm sự nha. Rồi chúc hai bạn ngon miệng. Em mời anh nha. Mời em. Cà ri không chỉ nổi tiếng ở Ấn Độ đâu, đúng không? Cà ri còn nổi tiếng ở Nhật nữa. Quán này là quán Nhật thì nó là rất là nổi tiếng. Mà lần đầu tiên nó mở một nhà hàng ở Việt Nam. Em ăn thấy sao? Em thấy cũng hợp. Nói chung là thường thì món cà ri thì hơi khó ăn. Nhưng mình thấy là cái này nó khá là dễ ăn. Thì nằm trong năm nay anh đã đi du lịch nước nào chưa anh? Hoặc là đi du lịch tỉnh nào chưa ạ? Nơi anh thích nhất là Đà Lạt. Nó giống em á, em cũng thích Đà Lạt. Anh thích Đà Lạt vì sao anh? Vì nó yên bình, không khí thì quá tuyệt vời. Anh thích rừng hơn là biển. Nên là em ở Gia Lai nữa thì... em ở Gia Lai mà đâu?
Em ở Gia Lai là em khúc, anh biết khúc Biển Hồ không? Nó Biển sẽ Hồ cách à? Ừ, dạ đúng rồi, nó sẽ cách Biển Hồ khoảng đâu đó là 20 cây. Định hướng nghề nghiệp của anh thì sao anh vậy? Anh vừa học xong thạc sĩ kinh tế. Trước đây của anh, công việc của anh đơn thuần là làm kỹ thuật thôi, làm sản xuất trong nhà máy. Dạ. Là kinh doanh, anh muốn nhảy sang một lĩnh vực mới và thử thách bản thân. Là khi nào anh sẽ mở công ty riêng anh hả? Mở thì chắc là chưa, bởi vì là trước hết mình phải học đã. Hiện nay em ở với ai? Hiện nay là em ở với em gái của em. Thì em cũng có ngôi nhà nhỏ nhỏ trong hẻm ở Sài Gòn. Mơ ước lớn nhất của em là gì? Chị ước là có một cái ngôi nhà nhỏ, giống như là chăm cây cối, không đến mức độ là gọi là nuôi gà hoặc là trồng rau. Nhưng mà thích giống như là cái nhà của mình nó có rất là nhiều vườn hoa đó, và có một cái cổng là hoa luôn. Thì em rất là thích như vậy. Tương lai của em á, em cũng không muốn là ở Sài Gòn, em cũng muốn là trở về Gia Lai như vậy á. Thì em không biết là sau này anh có thích như vậy không. Trời ơi, ăn chưa đi, ăn đi, ăn rồi mới. Anh cũng thích hoa lắm. Dạ. Anh đi cũng nhiều nên là... Tôi ngồi đây tôi cũng giống như người vô hình vô hình. Hai bạn này trò chuyện không cần có MC dẫn dắt. Có nghĩa giống như đâu là hợp nhau từ thỏa kiếp nào vậy đó. Được rồi, nói nhiều quá, bây giờ tôi sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nhỏ. Trên tay chị Tường là một cái sắp bài của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Trong này là có những cái yêu cầu, chúng ta mỗi bạn sẽ bốc một lá. Rồi, có yêu cầu gì trong này thì các bạn sẽ làm ha. Hành động em. Bạn hãy thể hiện một năng khiếu nổi bật nhất. Em thích hát thôi, chứ em hát không có hay. Rồi, xin mời bạn. Đã có lúc em mong tìm mình bé lại, để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa. Em chỉ tặng một câu vậy thôi. Trời ơi, thôi trả bài cho tôi. Hát gì có chút xíu à, sao thấy giọng như thế nào? Cũng khá là ngọt ngào đấy. Dạ. Em giờ chỉ cái gì mà em không ngọt. Hát đi. Trả lời thật bất kỳ một câu hỏi từ đối phương. Cái này hay á. Suy nghĩ cho kỹ nha, chỉ có một ước muốn thôi. Một câu chỉ hỏi, một câu cơ hội, một câu duy nhất. Câu nào mà đắt giá nhất? Cái cảm xúc của anh khi gặp em lần đầu tiên. Giống như anh nói không, thì... Không nói cái câu mà ngoài mong đợi. Mà em muốn giống như đây là thật lòng mà đúng không? Nói thật lòng đi. Ngoài mong đợi chứ chắc là thật lòng, ngoài mong đợi có thể nha. Là nó chưa có ổn bằng kiểu kiểu vậy đó. Ừ, ấn tượng. Ấn tượng. Rồi, game show cũng được rồi ha, cũng lắng nghe được nhau, trò chuyện nhau khá nhiều rồi. Chị Tường nghĩ là hai bạn hãy nhắm mắt lại để chúng ta cảm nhận, chúng ta suy nghĩ lại, suy gẫm lại về cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, để xem động lại trong ta những gì. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, suy nghĩ thật kỹ. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta nhé. Bấm nút là hẹn hò. 1 2 3. Rồi, mời hai bạn đứng ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện những cái thủ tục. Xin mời hai bạn. Mần đi, không cần nhắc nhở. Lớn hết rồi, ta nắm tay trước đã. Sao, cảm thấy như thế nào? Dạ, quá là run luôn. Và hy vọng những cái cảm xúc đầu tiên này nó sẽ là những cái tín hiệu tốt để khởi đầu cho một tình yêu đẹp giữa hai bạn. Chúc mừng hai bạn nha. Em cảm ơn chị Cát Tường. Rồi, dạ. Đúng rồi. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Còn một cặp đôi nữa, chúng ta hãy chờ nhé. Hiền quá thì cũng không tốt, nhiều lúc không có bảo vệ được phụ nữ của mình. Anh có thể bảo vệ được cho em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Và cô gái đã ngồi sẵn ở đây rồi. Tường sẽ mời bạn trai vào. Đó. Chúng ta có thể mở mặt nạ ra và trò chuyện với nhau. Ok. Rồi, xin chào hai bạn. Bây giờ mình hãy giới thiệu về bản thân mình trước nha. Chào em gái, em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thiên Vân. Em 24 tuổi, em quê ở Sóc Trăng. Nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc ở Sài Gòn. Em là nhân viên tư vấn về sữa bột của em bé. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Đặng Minh Trung. Năm nay em 25 tuổi, em đến từ Cần Đước, Long An. Em là nhân viên y tế của Bệnh viện Nhân dân 115. Rồi mình ở thành phố luôn hay là mình ở đi về về Long An? Hiện tại thì em đi về về thôi. Khoảng bao nhiêu cây? 30 cây. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì?
À, điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn. Yếu em thì mấy đứa bạn em nó rủ đi ăn á, hay hỏi em về cái món ăn nó như thế nào á, thì em hay là có chút xíu là em có nói là món này không ngon hay là hơi lạc hay mặn gì chút xíu. À, có nghĩa là em có khả năng nhận xét món ăn. Đúng rồi. Mà chính xác không? Chính xác. Mấy đứa bạn em nó chửi, đi vô quán ra ăn mà mày ngồi á, mày nhận xét vậy lát ra quýnh bòm đầu. Ôi giờ toàn là chê không hả? Sao tao quýnh bòm đầu, không có khen hả? Chê không à hả? Cũng có khen, cũng có đôi lúc chê vậy. Rồi bình thường ở nhà ai nấu cơm em ăn? Thì mẹ nấu em ăn. Rồi em khen hay em chê? Lâu lâu mẹ làm món mới thôi. Hôm nay tao làm mẹ ăn được không? Hôm nay chắc thầy nghề cũng lên được chút. Trời ơi trời, biết nấu ăn không cưng? Dạ biết. Mai mốt đừng nấu cho anh này ăn. Nấu ảnh ăn mất công mệt mà ảnh còn chê nữa. Nấu bắt ảnh nấu cho mình ăn nhưng mình đừng nấu nha. Dạ. Rồi thì điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em cũng biết nấu ăn, làm được hết tất cả việc nhà. Đặc biệt là em chơi game rất là giỏi. Chơi game online á. Rồi thời gian đâu đi làm, rồi thời gian đâu dọn dẹp nhà cửa nấu ăn? Tại vì em đi làm một ngày có 6 tiếng thôi nên thường là em ở nhà nhiều. Em hát cũng hay, biết viết chữ thư pháp, khả năng quan sát với giao tiếp với khách hàng tốt. Rồi bây giờ biết hát hay, hát thử một đoạn tặng bạn trai đi. Rồi. Yêu anh yêu nhân gian mơ, giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Wow, wow. Yêu anh yêu mỗi anh thôi, yêu anh hết thân này. Rồi, tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 4 mối tình rồi. Mới tình đầu nhất là 8 tháng trước mới chia tay. Quen cũng được 1.5 năm. Tại vì bạn đó hơi trẻ con nhưng mà lại gia trưởng nữa. Với lại bạn đó có người khác. Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em thì cũng có một mối tình thời sinh viên. Rồi chia tay bao lâu rồi? Khoảng hơn 1 năm rồi chị. Rồi có nắm tay hôn chưa? Chưa, nói chung là đi vô nhà thì cũng vẫn vô nhà. Chắc là em nhát quá nên ra là người ta thấy em không có chủ động, không dám tấn công nên người ta nản chứ gì. Em thì cũng đâu có nhát dữ chị. Biết hung không? Biết chứ. Nếu mà chàng trai chưa biết hung luôn, rồi chưa có mối tình nào sâu đậm hết thì em thích hay là em ngại hay là em lo lắng hoang mang gì em nói chị nghe thôi. Em cũng không có ngại lắm tại vì kinh nghiệm của em đủ để giúp bạn đó. Ôi ghê. Chàng trai thì có vẻ hơi rụt rè nhút nhát. Để xem cặp đôi mà có cá tính ngược như vậy thì có tiến tới được xa hơn hay không. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Bạn trai của em thì em không có yêu cầu ngoại hình nhiều. Cao hơn em nhiều một xíu là được. Không gia trưởng, không trẻ con. Công việc thì ổn định một xíu. Không có tăng ca nhiều với lại đừng có đi công tác nhiều quá. Sao vậy? Ghen lắm hả? Hay là... Tính em hay quan tâm thái quá cái người yêu á. Em hay ghen rồi bạn lại chán. Em thì chỉ làm xe theo ca thôi. Người ta đi làm công việc đàng hoàng, người ta làm bên ngành y đúng không? Dạ. Thì cái công việc ta như vậy, người ta đi trực thiệt mà. Sao không cho người ta làm, đi theo trực đêm luôn. Em cũng làm buổi tối tới 9 giờ mới ra. Ăn thua mình yêu nhau thôi, mình quan tâm với nhau thôi. Ở bên cạnh sát bên chưa chắc là đã lo cho nhau. Rồi còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Biết lo cho gia đình, về hiền. Cái gì em không thích ở người bạn gái? Con nít. Nhõng nhẽo. Tôi con gái mà không cho ta nhõng nhẽo. Thì nhõng nhẽo cũng vừa vừa thôi chị. Quá em thấy nhiều người nhõng nhẽo em không thích. Em đang đi làm cái bạn gái điện thoại. Anh ơi em nhức đầu quá em mệt quá. Rồi em nói gì em làm sao? Thì em hỏi em uống thuốc gì chưa? Uống thuốc em vô đi coi có đỡ không? Không đỡ thì em chạy qua khoa anh đi anh nhờ bác sĩ khám cho em. Trời ơi. Tại có bệnh cũng phải chạy qua khoa ảnh. Anh mới khám chứ anh không có qua khám cho em được đâu. Đáng lý con trai là phải qua chở bạn gái đi chứ. Ngoài giờ thì anh có thể qua chở em đi được. Tại vì khi mà đi ra ngoài đó lỡ đột xuất ở đâu đó nó có một tỷ tai nạn gì đó. Mình không có trực tiếp đó. Nói chung là đặc thù công việc. Lúc đang làm việc thì không thể nào đi được. Phải thông cảm ha. Theo em cảm nhận người bạn nữ ngồi bên kia là như thế nào? Nghe giọng nói của bạn nữ thì chắc cũng dễ thương. Dễ thương. Bạn nữ hơi men chịu không? Cũng được chị. Ăn hiếp em à? Ăn hiếp em, nhiều khi em ăn hiếp lại không là ăn được hiếp lại em không? Được không à? Được chị. Tôi thấy là cái vẻ hơi yểu điệu rồi đó, hơi nhát rồi đó. Tại chị thấy em vậy chứ ra ngoài thì em sẽ khác như bình thường. Em hình dung ảnh như thế nào? Hơi hiền với lại gọi là bảo thủ trong công việc một xíu. Rồi, bây giờ là thời khắc quan trọng. Từ sẽ mở cửa trái tim ra.
quà liền, tặng quà liền. Mình có món quà tặng. Em cảm ơn. Anh thấy ảnh có giống như em suy nghĩ không? Nhìn mặt hiền thiệt. Hiền thiệt. Em có ngại chàng trai hiền quá không? Hiền quá thì cũng không tốt, nhiều lúc không có bảo vệ được phụ nữ của mình. Đôi lúc thì anh cũng hiền như vậy, nhưng mà đôi lúc thì anh cũng khó tính dữ lắm, nhưng anh có thể bảo vệ được cho em. Em cũng khó tính lắm á. Khó thì khó ở mức độ vừa thôi, chứ không có khó mà như mấy người ở ngoài miền ngoài. Ở miền nào cũng phải tùy người chứ không phải miền nào. Anh cũng ở miền Tây. Đúng rồi, anh ở miền Tây. Em nhìn thấy cổ, em có cảm nhận như thế nào ở cái giây phút đầu tiên gặp gỡ? Dễ thương, có một nụ cười rất là duyên. Chúng ta sẽ bắt đầu gọi món. Khi mình gọi món xong rồi mình chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau. Xin mời hai bạn hãy chọn thực đơn. Mình chọn món gì em gái? Curry tôm chiên kèm măng tây cà chua. Curry kim chi. Rồi, chị sẽ order dùm cho hai bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nói chuyện đi nè. Nếu kết hôn xong thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Em có ngại làm dâu không? Làm dâu thì em cũng không ngại lắm. Nhưng mà nếu mà có thể sống riêng với ba mẹ thì tốt. Anh thì bây giờ thì đi về, nhưng mà qua năm có lẽ là anh sẽ mướn trọ ở trên đây ở. Anh có dự định là sẽ dồn tiền mua nhà không? Tại vì em cũng đang dồn tiền á. Anh không cần mua có gì thì về dưới quê anh. Có nghĩa là em không có ý định lập nghiệp ở Sài Gòn? Vẫn ở Sài Gòn nhưng mà ở trọ. Chứ mình không có ý định là sẽ mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là tại vì Long An nó cũng không có cách thành phố bao xa, anh ấy đi mỗi ngày được. Em thì em thích hai vợ chồng, nếu mà làm thì phải có một khoản tiết kiệm riêng, sau này phải mua được nhà. Anh là con lớn trong nhà cho nên là có mình anh à. Anh cũng thấy lâu lâu anh phải về. Thì cái chuyện lâu lâu anh phải về là chắc chắn là anh sẽ về rồi. Nhưng mà mình cũng phải có cái nhà riêng của mình chứ. Nếu như mà muốn tích góp lại để một cái quỹ riêng của nhà thì vẫn được, ok. Mình phải thoải mái hơn nữa, trò chuyện thẳng thắn để khi mình quyết định á, nó không có cái gì lầm lỡ hết. Sau này đừng đổ thừa chị Cát Tường ha. Nhà hàng đã chuẩn bị xong rồi. Rồi hai bạn cứ từ từ ăn uống, trao đổi thẳng thắn với nhau. Để một chút xíu nữa chị Tường quay trở lại rồi mình quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi, nhìn hấp dẫn ha. Rồi chúc hai bạn một buổi ăn trưa ngon miệng. Dạ, mời em. Anh ăn kim chi đúng không? Bình thường anh có đi ăn đồ Hàn Quốc không? Anh thì cũng không có đi ăn đồ Hàn Quốc, thì đi ăn đồ nướng chung với mấy đứa bạn. Tại vì em thích ăn đồ Hàn Quốc. Em thấy anh hơi gia trưởng một xíu á. Không, anh em thấy anh như vậy đó, nhưng đi về nhà là thấy anh một người con người khác bình thường. Anh ăn thử đi rồi cho em nhận xét đi. Ủa ăn cơm không sao nhận xét được? Sao em biết ăn cơm không? Em mới ăn múc cơm không rồi. Trời, anh múc cơm không em còn chấm cái kim chi nữa mà. Bình thường anh thích ăn nhạt hay mặn? Nói chung thì vừa là được thôi. Tại em cũng không thích ăn mặn, bình thường em ăn nhạt. Nói chung là anh làm bên sức khỏe chắc anh cũng không thích ăn mặn, nó không tốt. Giờ anh ăn thử món của em nha. Anh thấy nó có hơi mặn không? Anh có biết nãy anh ăn cục gì không? Không tôm. Ờ đúng rồi. Anh có chơi game không? Không, anh thì ít chơi game á. Tổng hầu như là không chơi game. Tại vì công việc anh lúc nào không hết nữa chơi game được. Chỉ có lâu lâu là lấy ra lướt Facebook vậy thôi. Cái ngành em đang làm á là chuyên về tư vấn cho em bé này nọ, nên là em rất là hiểu. Ăn chưa, ăn chưa? À, ăn rồi chị. Ngon không? Nhận xét nghe thử coi. Ngon chị. Chị Tường muốn nghe hai bạn nói với nhau thật lòng hiện tại cảm xúc trong người mình như thế nào. Nói chung là tình cảm em thì nó tiếp xúc với em đó thì mới nhận biết được cái tình cảm của em nó dành cho một cái người con gái nó như thế nào. Gặp lần đầu không thể nào mà thích nhau liền hay là yêu nhau liền được, cần phải có thời gian. Thì hôm nay dù gì cũng bỏ thời gian ra chờ đợi rồi tới đây rồi thì em cũng sẵn sàng cho cơ hội nếu mà anh muốn. Không phải vấn đề là anh muốn hay là không muốn, mà vấn đề là mình có muốn hay không. Bấm nút trên đây là mình phải hôn nhau. Mà bao nhiêu người sẽ theo dõi, ba mẹ, bạn bè. Mình muốn mình mới bấm, chứ không phải bấm vì người khác. Nếu hai bạn không bấm nút, hai bạn vẫn còn có cơ hội hẹn hò lần kế tiếp. Hãy nhắm mắt lại đi hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian.
Rồi, xin mời hai bạn đứng ra đây nha. Ngày hôm nay hai bạn đã thuộc về nhau, chính thức tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Rồi biết hùng không, biết nắm tay không? Dạ, chào anh xin em. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay Cát Tường cũng đã hoàn thành vai trò làm bà Mai, bà mối của mình. Xe duyên được cho cả hai cặp đôi, họ đều đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng là tin vui cũng sẽ sớm báo đến với chương trình. Và nếu như chúng ta chưa may mắn, chưa tìm được một nửa của mình thì không sao cả. Chương trình vẫn cho các bạn một cơ hội nữa nhận được một cái voucher. Đó là một cái phiếu tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline các bạn nhé. Nhớ đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa vào lúc 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và khi xem thì đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.